bản tin thánh mà đám cưới đấy. Chúng tôi xin hân hoan chào tái ngộ quý vị và các bạn. Nguyện chúc cho quý vị được tràn đầy bình an và niềm vui của những con người theo Chúa. Như lời của bài đọc 1 chúng ta vừa chia sẻ trong phần 1 là phúc cho người phụ nữ, người vợ nào đảm đang, biết kính sợ Chúa, biết chăm lo công việc gia đình, biết sống trong nhân đức, yêu thương, công dung ngôn hạnh, là một hình thức chúng ta sống trung thành với lời dạy của Chúa cho tất cả mọi người chúng ta. Vì thế xin hãy cùng hát với nhau bài Thánh Vịnh, phúc cho ai biết kính sợ Chúa. Quý vị và các bạn, chúng tôi đang cùng với quý vị ngồi bên chân Chúa để lắng nghe lời hằng sống của Chúa, để cùng với tâm tình của toàn giáo hội, tinh thần của chính Đức Thánh Cha Francisco là chúng ta hãy sống niềm vui phúc âm. Và cách thức để thiết thực nhất sống niềm vui phúc âm là chúng ta phải trước hết phải biết phúc âm cái đã, phải biết tin mừng của Chúa đã. Cho nên chủ trương của Phaolô mới luôn luôn là khuyến khích chúng ta lắng nghe và suy niệm lời Chúa như cách thế của Đức Mẹ và các thánh. Từ đó chúng ta mới có được niềm vui và sống cái niềm vui ấy. Vâng, thì chúng ta biết thường thường chúng ta giữ đạo, chúng ta cứ cố gắng giữ những luật lệ dưới răn Chúa và luật lệ của giáo hội. Dĩ nhiên đó là những điều chúng ta phải và cố gắng để mà giữ. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ có suốt ngày lúc nào cũng suy nghĩ đến tránh điều này, tránh điều kia, rồi giữ luật này, giữ luật kia thôi á, thì nói chung là nó chỉ là một phần của cái việc chúng ta giữ đạo. Chúng ta được mời gọi để sống đạo, tức là chúng ta được mời gọi để nghe lời Chúa mỗi ngày, để sống theo lời Chúa dạy, để sống cái tinh thần các mối phúc của Chúa, cụ thể là 8 mối phúc thật, cụ thể là cái tinh thần hăng say ca tụng, bước ra ngoài để giúp cho mọi người. Thì thưa quý vị, giữ đạo và sống đạo là hai phần để giúp cho chúng ta trở thành những con người tốt.
và đẹp lòng Chúa trong cái sự vui tươi hân hoan ca tụng Chúa. Vâng, cảm ơn cha Danh. Giờ xin cha Danh cùng đọc cho chúng ta nghe bài đọc 2 của phụng vụ thánh thể hôm nay. Trích thư thứ nhất gửi cho Thessalonica chương 5. Thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã biết rõ ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. Khi người ta nói bình an biết bao, yên ổn biết bao, thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống, tựa cơn đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được. Thưa anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bất chợt anh em, vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa cha Thái, bắt đầu có lẽ từ hôm nay trở về cho đến lễ Giáng sinh, chúng ta sẽ tiếp tục nghe những cái tư tưởng giống như tư tưởng chúng ta mới lắng nghe, đó là hãy tỉnh thức, hãy cầu nguyện, cũng như là cái sự Chúa đến rất là bất ngờ trong cuộc đời của chúng ta. Có lẽ kinh nghiệm của quý ông bà anh chị em ai trong chúng ta cũng đã thấy rồi, có nhiều điều trên thế gian này, có nhiều việc trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta không ngờ thì nó xảy ra, mà khi chúng ta cứ ngỡ là chúng ta biết thì nó lại không xảy ra. Chính vì thế lời Chúa rất là cụ thể nhắc nhở cho chúng ta rằng cuối năm, cuối mùa, khi bước vào một năm phụng vụ mới, hãy hiểu được rằng cuộc đời chúng ta đang ra đi, và mỗi người chúng ta ít nhiều gì thêm một tuổi và già thêm một chút, nhưng mà trong ân sủng của Chúa chúng ta không lo không sợ khi chúng ta biết tỉnh thức hợp với ý Chúa. Vâng, đời người như thoáng mây bay, lá rụng về cội, sinh ký tự quy, đó là những tư tưởng của dân tộc văn hóa Việt Nam chúng ta. Cuộc đời rất ngắn ngủi, và những ngày cuối năm phụng vụ, giáo hội Công giáo mời gọi tất cả những người Kitô hữu hãy suy niệm đến cuộc hành trình của mỗi người chúng ta. Và cái cuộc hành trình thì mỗi người mỗi khác. Có người Chúa cho sống được 90 năm, có người chỉ sống được 40 năm, có người chỉ sống được 40 ngày hoặc là 4 tiếng đồng hồ thôi, sinh ra như là một em bé rồi đi vào thế giới bên kia. Vậy thì cái sự chiêm niệm về đời sống con người đó, làm thế nào để chúng ta có được một cái sự chuẩn bị? Cha Danh, làm sao để chúng ta có được một cái sự chuẩn bị như lời của Thánh Phaolô nói đó, có thể là nó ập đến, có thể là người thân chúng ta vừa mới gặp ngày hôm nay, ngày mai bị bệnh accident, bị một cái accident nào đó, vô bệnh viện rồi qua đời. Anh em linh mục chúng tôi thường xuyên gặp những người trong bệnh viện, ngày hôm nay chúng tôi đến thăm hỏi sức dầu cho người đó, cầu nguyện với gia đình người đó, ngày mai người đó đã ra đi. Đó là cái chuyện rất là bình thường mà chúng tôi gặp hàng ngày, đúng không cha Danh? Vâng, Thánh Phaolô nói đây, khi người ta nói bình an biết bao, yên ổn biết bao, thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống. Thưa quý vị, nếu để áp dụng cái tư tưởng bình an biết bao, yên ổn biết bao cho mỗi người chúng ta ở bên Mỹ này á, bình an là gì, yên ổn là gì? Nghĩa là chúng ta có tiền về hưu, chúng ta có tiền trong nhà băng, chúng ta có nhà cao cửa rộng, security, chúng ta có social security, rồi chúng ta có nhiều sự mà ở trên thế gian này người khác mong muốn. Nhưng mà thưa quý vị, có lẽ trong chúng ta ai trong thời gian qua cũng đã trải qua những cái kinh nghiệm của những cái dịch bệnh Ebola, hay là của những cái chiến tranh khủng bố, đó là chưa kể đến cái sự động đất có thể xảy đến với bất cứ người nào, đặc biệt ở bên Cali, rồi những cái bệnh tật trong con người chúng ta, những cái tai nạn có thể xảy ra, vân vân và vân vân. Thời buổi này ăn uống cũng phải cẩn thận, chất ngọt, chất béo, chất mặn, chất cháy, tất cả chúng ta đều phải để ý. Ai trong chúng ta cũng lo về sức khỏe cả, không ít thì nhiều. Như vậy thì trong đời sống tâm linh, Thánh Phaolô nói này, thưa anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bất chợt, vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Vậy thì chúng ta phải sống trong tâm tình con cái của ánh sáng, mà ánh sáng đây là Đức Kitô, là những gì tốt đẹp Ngài chiếu xuống cho chúng ta phải bước theo ánh sáng ấy.
À, vâng, à, nói như vậy thì có vẻ trừu tượng. À, dùng ngôn ngữ thần học thì nói chúng ta là con cái của sự sáng, bước đi trong ánh sáng. Một cách thực tế thưa cho danh, làm sao chúng ta chuẩn bị tâm hồn để mà sống một cách tỉnh thức như lời của Thánh Phaolô? Và có lẽ Chúa có muốn cho chúng ta được bình an biết bao, hoan lạc biết bao không? Trong đời sống thiêng liêng, hay là tỉnh thức mà rồi lo lắng bồn chồn, lúc nào cũng áy náy hay là lo sợ? Vâng, thì chúng ta đang bước đi theo Chúa, chúng ta sống trong ân sủng của Chúa, cụ thể là thế nào? Chúng ta đành rằng con người chúng ta yếu đuối, ai cũng có những yếu đuối cũng như là bất toàn trong cuộc sống, trong cái việc giữ giới răn Chúa và trong cái việc bước theo Chúa, sống đức tin, sống đức ái, sống theo lời của Ngài dạy. Thì tôi thiết nghĩ để sống bình an, chúng ta theo cái nguyên tắc này, đó là trong một ngày sống, nếu được vui, được mừng, được ngủ ngon, được sức khỏe, được việc làm hay được ơn Chúa, thì hãy dâng lời tạ ơn Chúa, hãy cảm ơn Chúa và kính trọng anh chị em mình. Nếu đau khổ, bệnh tật, gặp khó khăn, gặp hoạn nạn, buồn chán, thì hãy xin Chúa thương giúp và hãy cố gắng vươn lên với sự trợ giúp của anh chị em, của giáo hội, của giáo xứ, của gia đình. Xin Chúa thương giúp. Rồi nếu tội lỗi, nếu không xứng đáng, nếu có điều cần phải sửa đổi cũng như là cố gắng, thì xin Chúa thứ tha. Như vậy thì trong mọi hoàn cảnh vui buồn, sướng khổ, tốt hay là xấu, khi mà chúng ta có Chúa thì chúng ta có được sự bình an. Chính vì vậy mà chúng ta Việt Nam có cái kinh dâng ngày đó, kinh dâng ngày cũng như là kinh trước khi đi ngủ, dâng Chúa giấc ngủ. Thì tôi thiết nghĩ giáo hội trong cái lời kinh phụng vụ ban tối có câu này: giờ đây lạy Chúa con đi ngủ, xin Chúa cho con một giấc ngủ bình an. Và giả như Chúa có kêu con trong giấc ngủ, xin cho con ra đi bình an. Đó cũng là cái lời giúp cho mình chuẩn bị và thống hối và suy xét để đi vào giấc ngủ bình an, bớt lo lắng đấy. Vâng, và vì thế mà cái sự bình an của một người có niềm tin nó khác là với lại cái sự bình an vì chúng ta đã có nhiều tiền của, vì chúng ta đã lo cho tương lai rồi. Cái sự bình an của người có đức tin đó là mỗi một ngày sống, cuối ngày chúng ta có một cái sự xét mình, phải không ạ? Có một cái sự xét mình là giúp cho chúng ta tỉnh thức, tỉnh táo đối với những liên hệ với anh chị em, với những liên hệ của chúng ta với Chúa. Chúng ta có làm tròn bổn phận của mình không? Chúng ta có sống hòa thuận với mọi người không? Vợ chồng đôi khi xích mích trước khi lên giường ngủ, chúng ta có hòa thuận với nhau và giải hòa không? Đó. Để rồi khi mà Chúa gọi bất chợt thì chúng ta lúc nào cũng đã sẵn sàng. Vâng. Có đúng không cha Dan? Vâng, hoặc là mỗi một tối á, để cụ thể hóa đó, cái việc mà chúng ta xét mình đó, hãy nghĩ đến một cái điều tốt mình đã thực hiện được để tôn vinh Chúa. Ví dụ hôm nay mình có được một việc làm, ví dụ hôm nay mình cảm thấy rất là khỏe mạnh, hôm nay có một người đến thăm mình cũng như một người nói cho mình những cái câu nói rất là có lý, tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Và rồi nghĩ đến một cái điều tiêu cực, tức là một cái gì đó không hay, không tốt nơi chính mình, để rồi xin Chúa chúc lành, để xin Chúa tha thứ, để rồi mình nên tốt hơn qua cái điều đó. Thì tôi thiết nghĩ đó là một cách cụ thể xét mình đó thưa quý vị. Chứ nếu mà nói xét chung chung thì nó nhiều quá. Nghĩ đến một điều tốt để tạ ơn Chúa, và hãy nghĩ đến một điều không được tốt, tiêu cực nào đó để xin Chúa chúc lành, thứ tha và để nên tốt hơn, thăng tiến hơn. Vâng. Vâng, đó là hai cái cách xét mình rất là căn bản. Và tôi cũng hay mời gọi những người giáo dân hãy xét mình cũng đơn sơ như thế. Một điều để tạ ơn Chúa, một điều để tăng trưởng trong đức tin. Hoặc là một cách căn bản là có những khoảnh khắc nào trong cuộc sống mà chúng ta rất là biết ơn Chúa. Có một khoảnh khắc nào trong cuộc sống mà chúng ta cảm thấy chúng ta vô ơn đối với Chúa, để rồi chúng ta được tăng trưởng hơn. Và những cách thế sống như thế đem lại cho chúng ta một cái sự bình an hoan lạc chân chính, để rồi chúng ta không ân hận một điều gì. Rồi chúng ta có ngủ rồi ngủ luôn, không có thức dậy, chúng ta vẫn an bình ra đi. Và một trong những cái cách để giúp cho chúng ta cái đời sống đạo của chúng ta vui tươi và bình an, đó là hãy ca tụng Chúa. Tập nói những lời ca tụng Chúa đi. Hãy tập nói những lời cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa, hoặc là hát những bài thánh ca, những câu hát liên quan đến cái việc tạ ơn Chúa, là tôi thấy rất là đúng thưa quý vị. Vâng, và đó là chủ trương của anh em Phaolô mới chúng tôi. Mỗi ngày chúng tôi đều hát ít nhất là 2-3 bài hát để làm gì?
khuyến khích cho giáo dân có một cái bài hát tạ ơn Chúa trong tâm hồn của mình. Khi khi tâm hồn mình sướng ca là chúng ta đã có hoan lạc vui tươi rồi. Vậy thì trong chốc lát chúng tôi sẽ đến và chia sẻ với quý vị trọng tâm của bài Tin Mừng Phúc Âm trong thánh lễ ngày hôm nay, nói đến những việc Chúa giao cho chúng ta và trách nhiệm cũng như hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Chúng tôi sẽ trở lại trong giờ lát.